Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 380 tròn của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói đến cuộc đọ chiến của Giang Nam và bảy đạo tôn của đạo quân điện. Đến ngày thứ bảy, trong bảy thể đại của đạo tôn không còn phát ra đạo âm, cả đám không còn gì để biện pháp, á khẩu ngồi nghe giảng. Giang Nam linh quang phân thân ngồi xếp bằng trước bảy đạo tôn, cũng mở mắt ra. Bảy ngày nay, bảy linh quang phân thân yên lặng nhắm mắt như chờ đợi kết quả này đến. Bảy Giang Nam linh quang phân thân cười nói: "Mời." Bảy đạo tôn của đạo quân điện không biện pháp nữa. Tiên thiên bất diệt linh quang nhấp nháy trong mắt kiểu tư đạo tôn như hai đốm lửa. Kiểu tư đạo tôn bình tĩnh nói: "Nguyên thủy thiên tôn quả nhiên là có vốn liếng, làm bản lĩnh chúng ta phục. Nhưng tu vi thiên tôn không đến. Nếu chỉ dựa vào bảy linh quang bất diệt này đối với chúng ta thì e rằng sẽ chịu thiệt lớn thôi. Hay thiên tôn tự mình đấu cùng chúng ta đi, có được không?" Giang Nam thở dài, hắn vẫn ngồi im, biểu tình buồn bã. "Các người không được." Giang Nam vừa thốt ra lời này, bảy đạo tôn, Trọng Hòa đạo tôn, Hoàng Thân đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn cười phá lên. Trọng Hòa đạo tôn cười nói: "Thiên tôn, lần trước ngươi đi đạo quân điện của ta mới chỉ là một thiên quân, chưa từng chứng đạo quân. Khi đó ngươi chỉ miễn cưỡng lọt vào pháp nhãn của chúng ta mà thôi. Mấy trăm vạn ức năm đối với tồn tại như chúng ta chỉ là một chớp mắt. Những tồn tại xa xưa như chúng ta, mỗi một lần bế quan bỏ ra thời gian dài hơn mấy trăm vạn năm, không biết bao nhiêu lần. Ý thiên tôn nói, khi chúng ta chớp mắt một cái, thành tựu của thiên tôn đã vượt qua chúng ta rồi sao?" "Ý của thiên tôn là chúng ta không có tư cách đối với bản thân thiên tôn hay sao?" Tất cả các đạo quân trong đạo quân điện bế quan ngắn thì mấy vạn năm, dài thậm chí là mấy thời đại. Đối với người khác, bao gồm đạo quân, thời gian bọn họ bế quan rất kinh khủng, làm người ta khó có thể tưởng tượng. "Chúng ta bế quan khác với đẳng cấp các ngươi." Trọng Hòa đạo tôn nhìn quanh một vòng, xem hết biểu tình của 4.800 thiên quân, đạo quân trong Đại La Thiên. Trọng Hòa đạo tôn thản nhiên nói: "Chúng ta nghiên cứu tận cùng đại đạo, tìm vô tận ảo diệu đi hướng tận cùng đại đạo. Thời gian rất quan trọng với các ngươi, mấy trăm vạn năm đã là dài. Nhưng tồn tại như chúng ta thì thời gian không có nghĩa lý gì cả, chỉ là một con số không." Một đạo tôn đạo quân điện gật gù nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chờ khi các người đến cảnh giới như chúng ta sẽ cảm nhận được điều này. Mục tiêu của các người quá thấp, chỉ thấy ích lợi trước mắt mà thôi, chỉ cực đại tạm thời. Đạo quân điện chúng ta tìm kiếm là ảo diệu tận cùng đại đạo." "Ở trong mắt đạo quân điện chúng ta, nguyên thủy thiên tôn nhà ngươi chỉ là khách qua đường trong thời gian dài dằng dặc, chớp mắt sẽ trôi qua. Nếu không có đạo quân điện che chở thì ngươi không vượt qua được tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo." Cửu Tư đạo tôn cũng cười nói: "Ngươi dùng phân thân linh quang của mình đấu với chúng ta là quá coi thường chúng ta rồi. Ngươi không biết rằng ngươi chỉ là một tên hề trong mắt chúng ta mà thôi. Bảy chúng ta mỗi một người đi tới thời đại tiên đạo đều có thể trở thành thiên tôn thời đại tiên đạo. Nếu cứ nhất quyết dùng phân thân linh quang mà đấu với chúng ta thì chúng ta đành cười sẽ đi ngay." Trên Đại La Thiên, 4.800 thiên quân, đạo quân trợn mắt há hốc mồm nghe. Giang Tuyết Tình nhỏ giọng nói: "Cậy già lên mặt mà." Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói: "Không phải bọn họ cậy già lên mặt mà đang nói thật. Đối với tồn tại như vậy, một thời đại chỉ là một năm hỗn độn. Thời gian một năm, chúng ta chỉ là khách qua đường với bọn họ mà thôi."
Nguyên Dục Thiên Đế gật gù đồng ý. Đạo quân điện sâu không lường được, càng hiểu rõ về đạo quân điện sẽ càng kính sợ. Nhưng bàn tay con người làm ra tất cả. Bây giờ thời đại tiên đạo phát triển mạnh mẽ, tương lai sẽ có thực lực đối kháng với đạo quân điện. Chẳng qua bây giờ là chưa được thôi. Đạo quân tiên giới, bây giờ các loại tiên thiên đạo giới khác nhau, không yếu hơn đạo tôn đạo quân điện, chẳng qua bọn họ thiếu thời gian. Nguyên Dục Thiên Đế là cường giả chín kiếp, đạo quân chín đời, tầm mắt, kiến thức siêu phàm. Các thời đại trước kia muốn ra một hai tồn tại có thể tham ngộ tiên thiên đạo cảnh là không thể nào. Bây giờ thời đại tiên đạo, sau khi thành tựu đạo quân, trên cơ bản có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên đạo cảnh. Một số thiên quân chưa thành tựu đạo quân đã tham ngộ ra tiên thiên đạo cảnh của mình. Đây là điểm mạnh của thời đại tiên đạo. 3.000 đại đạo chứng đạo quân, đây là rất khắc nghiệt. Nhưng hễ chứng đạo quân là sẽ cường đại chưa từng có, hơn xa thời đại tiền sử khác. Một đạo tôn đạo quân điện quát lên: Nguyên Thủy Thiên Tôn, người nhất quyết dùng phân thân linh quang đối với chúng ta hay sao? Thanh âm này như cảnh tỉnh, chấn các thiên quân trong đại la thiên lảo đảo. Giang Nam thu về phân thân linh quang, mắt liếc qua khuôn mặt đám người Trọng Hòa đạo tôn. Giang Nam bình tĩnh nói: Được rồi, các ngươi hãy cùng tấn công đi. Sao? Cùng tấn công ngươi ư? Trọng Hòa đạo tôn cười nói: Tuy chúng ta là đạo tôn đạo quân điện, nhưng đến thời đại tiên đạo thì chúng ta là bảy thiên tôn. Bảy thiên tôn đối phó với một thiên tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người vẫn quá xem thường chúng ta rồi, không xem chúng ta ngang hàng với ngươi. Người quá tự cao, nếu cứ nhất quyết một người đối kháng với bảy thì chúng ta đành cười đi vậy. Một đấu một đi. Hoàng Tân đạo tôn cũng đứng lên, bất đắc dĩ nói: Dù gì người trẻ tuổi tu hành đến bây giờ cũng không dễ dàng. Chúng ta vừa ra tay phá cảnh giới đạo không ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên của hắn, phá 7 lần là được. Dù gì cũng chừa chút mặt mũi cho hắn ta. 6 đạo tôn khác gật đầu đồng ý. Được, nếu vậy mời Hoàng Tân đạo tôn ra tay trước đi. Hoàng Tân đạo tôn lướt sang nam, thi triển tiên thiên đạo cảnh. Vô số tiên thiên bất diệt linh quang biến thành một tòa cương vực kỳ lạ, hình thành dị tượng minh kính. Trong kính chiếu thời không đại thiên, đó là hư vọng tiên thiên. Tiên thiên đạo cảnh hiện ra cho cảm giác kỳ lạ, như thể thời không đại thiên trong kính thật sự tồn tại. Thời không ngoài kính, thậm chí sinh linh chỉ là hư vọng. Nếu Hoàng Tân đạo tôn tọa hóa, hư vọng tiên thiên sẽ nuốt thân thể, pháp lực, đại đạo của chúng thành tiên thiên linh bảo, tiên thiên hư vọng kính. Hoàng Tân đạo tôn bình tĩnh nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời đứng lên, thể hiện tiên thiên nguyên thủy của ngươi đi. Giang Nam lắc đầu, linh quang quanh thân bay lên, cũng tự biến thành hư vọng tiên thiên đạo cảnh. Giang Nam giơ tay, hư vọng tiên thiên đạo cảnh bay theo, vỗ một chưởng vào Hoàng Tân đạo tôn. Hoàng Tân đạo tôn mỉm cười nói: Người vẫn định dùng hư vọng tiên thiên đạo cảnh đối phó với ta sao? Ta là người sáng tạo đạo cảnh này, bày hư vọng tiên thiên đạo cảnh trước mặt ta là đang khiêu chiến đạo tổ, không biết tự lượng sức mình. Ầm 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 ầm. Hai đạo cảnh va chạm, kính quang rực rỡ, hiện thực hóa thành hư vọng hóa thành hiện thực, hiện ra dị tượng kỳ lạ không thể tưởng tượng. Giang Nam thu tay về, Hoàng Tân đạo tôn té ở dưới đất, mắt trống rỗng, thần hồn rơi vào hư không, lạc mất chính mình. Trong đại la thiên dường như có gió thổi qua, gió nhẹ phất. Giang Nam ngồi xuống, thản nhiên nói: Người tiếp theo là ai đấy? Đám đạo tôn như Trọng Hòa đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn hoảng sợ. Mới vừa rồi Giang Nam và Hoàng Tân đạo tôn đánh nhau, hắn dùng chính là hư vọng tiên thiên đạo cảnh để phá vỡ hư vọng tiên thiên đạo cảnh của Hoàng Tân đạo tôn, kéo tinh thần gã vào trong đạo cảnh không thoát ra được. Hoàng Tân đạo tôn là đạo tôn luân hồi, hư vọng tiên thiên đạo cảnh vậy mà bị trúng chiêu. Nói lên tạo nghệ hư vọng tiên thiên đạo cảnh của Giang Nam hơn hẳn người sáng lập. Để ta. Một đạo tôn đứng dậy, thi triển đạo cảnh công kích Giang Nam. Giang Nam giơ tay, tiên thiên đạo cảnh xuất hiện, tay đè xuống. Hai tiên thiên đạo cảnh va chạm rồi tán đi, đạo tôn đó té dưới đất. Năm đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn, Trọng Hòa đạo tôn nhìn nhau, lòng kinh hoàng, không cười nổi nữa. Kêu các ngươi đối với phân thân linh quang của ta là vì kích phát trí thông minh của các ngươi, để các ngươi đi xa hơn,
không phải là ta cố ý làm nhục các ngươi. Giang Nam giơ tay, một chưởng đè xuống Nam Đạo Tôn, năm ngón tay nhúc nhích, năm tiên thiên đạo cảnh bộc phát, giống y như tiên thiên đạo cảnh của đám người Cửu Tư Đạo Tôn, Trọng Hòa Đạo Tôn. Nếu các ngươi muốn tự chuốc nhục thì ta đành thành toàn, nằm xuống hết đi. Năm Đạo Tôn vội bay lên, tản ra bốn phương tám hướng. Trọng Hòa Đạo Tôn quát lên: chỉ cần ra khỏi Đại La Thiên là xem như chúng ta đã phá được cảnh giới, đạo không ra khỏi nguyên thủy Đại La Thiên của ngươi. Bùm 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 bùm, năm tiếng nổ vang lên. Năm Đạo Tôn mới chạm đất rớt xuống Đại La Thiên, hoặc nằm hoặc ngồi. Bọn họ bị tiên thiên đạo cảnh của mình sáng tạo đánh bại trong một chiêu. Giang Nam thu tay về, năm ngón búng tay. Bảy Đạo Tôn tỉnh lại, vừa xấu hổ vừa tức giận. Giang Nam nhìn xuống Bảy Đạo Tôn, bình tĩnh nói: đạo quân điện tồn tại đã lâu, hơi có xu hướng tự bó chân mình. Thời gian mấy trăm ức năm khiến các ngươi quên mất lòng kính sợ đối với điều không biết rồi. Thực lực của các ngươi không phải đỉnh cao nhất trong đạo quân điện, nếu tọa hóa chỉ có thể biến thành tiên thiên linh báo, đẳng cấp không bằng nguyên chúng. Thời đại tiên đạo không như trước kia, nếu có thêm thời gian thì cảnh giới tiên thiên của nhiều đạo hữu vượt trên các ngươi. Trong Đại La Thiên, 4800 thiên quân, đạo quân vừa mừng lại vừa kính vừa sợ. Tiểu Vân Liên chớp mắt, đột nhiên cao giọng nói: đạo không ra khỏi nguyên thủy Đại La Thiên, lễ kính nguyên thủy Đại Thiên Tôn. Các thiên quân tán thán, cùng vái chào Giang Nam ngồi tại chỗ. Lễ kính nguyên thủy Đại Thiên Tôn. Đám người Nguyên Dục Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế tâm phục khẩu phục, hai tay Khổ Hạnh Giáo Chủ chắp vào nhau. Những người khác cũng hành lễ riêng, mọi người cùng reo lên: lễ kính nguyên thủy Thiên Tôn. Bọn họ cẩn thận hơn nhiều, đế và tôn chưa ra, đạo không đạo nhân chưa hiện, tịch diệt đạo nhân vẫn còn, vô cực thiên tôn chưa mất. Dù Giang Nam có tài nghệ chấn áp quần hùng, đạo tôn đạo quân điện không đánh lại thế nhưng không thể xưng là đại thiên tôn, chỉ có thể gọi là thiên tôn. Đột nhiên có khí thế vô cùng hùng hậu truyền đến, thanh âm hào hùng cười to nói: nguyên thủy đại thiên tôn, đạo không đến chơi, muốn luận đạo với đại thiên tôn một phen đấy. Mắt linh nữ sáng lên thở phào, linh nữ cười nói với hai hỗn độn đạo quân là đại diễn cổ thần cùng trung thiên: rốt cuộc cũng đến rồi, không để nguyên thủy thiên tôn quá đắc ý được. Các hỗn độn thiên quân của tộc hỗn độn cổ thần thở phào. Một hỗn độn cổ thần vĩ đại bước ra từ không trung, muôn vàn khí tượng là thân thể kiếp trước của bất không đạo nhân. Đạo không đạo nhân nhập vào thân thể kiếp trước của mình, đi tới Đại La Thiên. Giang Nam đứng lên đón chào, mời đạo không đạo nhân ngồi xuống. Giang Nam cười nói: đạo không thiên tôn, hai ta đã có ước hẹn, nếu ai chứng tận cùng đại đạo trước thì người đó mới là đại thiên tôn. Cho đến nay ta chưa chứng nguyên thủy, không dám tự xưng đại thiên tôn. Đạo không đạo nhân cười nói: ta chưa chứng đạo quân, không nhận nổi danh hiệu đạo không thiên tôn, nên thiên tôn gọi ta đạo hữu là được rồi. Đinh Linh đạo quân, Phục Xá đạo quân nhìn nhau, tiến lên trước không người chào: hai vị thiên tôn, sư tôn của chúng ta sắp ảnh chiếu lại đây, muốn luận đạo với hai vị thiên tôn. Đinh Linh đạo quân cùng Phục Xá đạo quân thốt lên lời này, làm cho 4800 thiên quân đạo quân rung động xôn xao. Sư tôn của Đinh Linh đạo quân, Phục Xá đạo quân là đế và tôn, người sáng tạo tiên giới đầy truyền kỳ. Bây giờ hai vị tồn tại chưa hồi sinh, thế nhưng đệ tử thì có 5 người chứng đạo quân. Thời đại tiên đạo hưng thịnh như vậy cũng nhờ hai vị tồn tại lên kế hoạch. Ma Kha thiên quân tiến lên chào Giang Nam: đạo không đạo nhân. Ma Kha thiên quân nói: hai vị thiên tôn, sư phụ tịch diệt đạo nhân của ta cũng sẽ giáng lâm luận đạo với hai thiên tôn. Trong Đại La Thiên lại càng rúng động. Đột nhiên một đứa bé to xác bay tới Đại La Thiên, thực lực đẳng cấp thiên quân. Đứa trẻ đến Đại La Thiên liền dập đầu với Giang Nam: đạo không đạo nhân. Đứa trẻ trong trẻo nói: vô cực thư đồng, bái kiến hai vị thiên tôn. Đại lão gia, thiên tôn nhà ta sắp giáng lâm luận đạo với hai vị thiên tôn. Đại La Thiên đã ồn ào như một cái chợ. Có người lẩm bẩm nói: sao, đây là 6 thiên tôn luận đạo sao? Không qua bao lâu, hư không trong Đại La Thiên chấn động, chỉ thấy vô số linh quang bay ra, hóa thành một hoàng đế trẻ tuổi cùng một vị trung niên đạo nhân.
đầu ảnh của Tiên Đế, Diệp Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn tới. Theo lời truyền lại, hai người này đã tử vong, thế nhưng đạo quả của họ còn đang tái tạo, tương lai cũng sẽ có một ngày sống lại. 4.800 tiên quân, đạo quân ở Đại La Thiên thầm chấn động, lần lượt hướng đầu ảnh của hai vị kia thi lễ, mặc dù là Giang Nam cũng đứng lên hành lễ. Đế cùng Tôn là người sáng lập tiên giới, vì thời đại tiên đạo hiện giờ không biết đã mưu đồ bao lâu, mất đi không biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí không tiếc thân tử, lấy thân thể của mình tiến vào tiên sử. Ở thời đại nguyên đạo, tạo ra một tòa đế tôn đạo tràng, ôn dưỡng 3.000 tiên đạo. Nếu không có bọn họ cẩn thận bố trí, thời đại tiên đạo không có khả năng đạt được tình huống như ngày hôm nay. Mà Giang Nam đứng dậy thiên lễ là bởi vì hắn là sinh linh thời đại tiên đạo. Không có đế tôn khai thiên địa, hắn tự nhiên sẽ không sinh ra, bởi vậy phải hành lễ. Hơn nữa, hai vị này tồn tại để lại rất nhiều cơ duyên. Giang Nam đã nhận được không ít ưu đãi, tự nhiên không thể vô ơn được. Tiên đế Diệp Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn hướng đạo không, Mông Tốn, Nguyên Dục trả lễ. Về phần những người khác đều là đồ tử đồ tôn của họ, không cần trả lễ. Tiên đế Diệp Lân cười nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, tự nhiên cần tới nghe giảng, cùng Thiên Tôn biện đạo pháp một phen. Hắn có một loại khí chất hoàng đế tiên thiên, tôn quý bất phàm, khiến người gặp được liền rung động. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: Bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn này, Đế Giang Tiểu Hữu có thể đảm đương, về phần hai chữ khác chỉ sợ Đế Giang Tiểu Hữu không đảm đương nổi. Giang Nam mời hai người ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi: Không biết Tiên Tôn nói là hai chữ nào vậy? Là hai chữ Nguyên Thủy. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: Ở cố hương của ta cùng với đế cũng có Nguyên Thủy. Nguyên Thủy này không phải Nguyên Thủy kia. Nguyên Thủy trong cố hương của ta vốn là một cảnh giới, chỉ khi nào đạt tới Nguyên Thủy cảnh giới mới có thể được xưng tụng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện giờ Đế Giang Tiểu Hữu có thể xưng là Thiên Tôn, nhưng hai chữ Nguyên Thủy ngươi không đảm đương nổi. Hắn cùng với Tiên Đế Diệp Lân đến từ một vũ trụ, trải qua nhiều lần trắc trở đến nơi đây. Cố hương trong lời của Thanh Liên Tiên Tôn chính là nơi xuất thân của bọn họ. Giang Nam động dung: Ta từng gặp qua ba vị lưu lại ba thạch trụ ở Nguyên Thủy Địa. Trên thạch trụ có ba hư ảnh, chẳng lẽ là địa phương mà các ngươi đã rời đi sao? Nơi đó cường giả Nguyên Thủy sáng tạo ra pháp bảo, thân thể, nguyên thần sao? Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu cười nói: Không sai, ta lưu lại hư ảnh pháp bảo trên thạch trụ, đó là Nguyên Thủy chi bảo do Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế ra. Hắn đã chứng đạo đại đạo tận cùng. Bản thân ngươi xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay là cho rằng mình có thể so được với hắn hay sao? Pháp bảo chứng đạo không tính là chứng đạo, chạy hướng Nguyên Thủy. Giang Nam lắc đầu nói: Con đường của hắn đã nhầm, gặp phải đại kiếp nạn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng pháp bảo của hắn có thể lưu chuyển xuống dưới. Thanh Liên chán nản, đột nhiên cười nói: Vậy ngươi cảm thấy được thạch trụ thứ hai thân thể tôn thần nhân như thế nào? Khi đó dùng thân chứng đạo, dùng thân thể chứng minh Nguyên Thủy. Giang Nam lại lắc đầu nói: Kiếp số vừa đến, thân thể bất tử, nhưng thần lại chết đi rồi, cũng đi lên đường rẽ, không xem là Nguyên Thủy thật sự. Tiểu nhi cuồng ngôn. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu: Ta hỏi lại ngươi, thạch trụ thứ ba có một cánh cửa, trong cửa nguyên thần chống đỡ nổi vũ trụ càn khôn, đây là lấy thần chứng đạo, nguyên thần chứng được Nguyên Thủy. Giang Nam cười ha ha nói: Kiếp số vừa đến, vũ trụ băng diệt hóa thành hư vô, cửa không còn, khi đó thạch trụ sụp đổ, nguyên thần còn có thể tồn tại nữa hay sao? Cũng không thể xem là Nguyên Thủy chân chính được. Thanh Liên Tiên Tôn tức giận cười lạnh nói: Đây cũng không phải Nguyên Thủy, kia cũng không phải Nguyên Thủy, vậy ngươi nói cái gì mới là Nguyên Thủy đấy? Đạo không đạo nhân cùng Tiên Đế Diệp Lân đều có chút không vui. Dĩ thần chứng đạo là con đường mà đạo không lựa chọn, lấy thần chứng đạo là con đường của Tiên Đế Diệp Lân. Hai người đã tuyển định đại đạo cuối cùng, giờ phút này thế nhưng bị Giang Nam phủ định, trong lòng đương nhiên tức giận. Giang Nam đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng cười to truyền đến. Nói rất đúng, cái gì lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo đấy,
tất cả đều vô căn cứ. Kiếp số vừa đến, lập tức phá diệt. Vô Cực Thiên Tôn cất bước đi tới. Trọng Hòa Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn, các đạo tôn trong Đạo Quân Điện lần lượt nghênh đón, vây quanh Vô Cực Thiên Tôn đi vào Đại La Thiên. Giang Nam điểm ngón tay, một bộ đoàn xuất hiện. Vô Cực Thiên Tôn ngồi xuống cười nói: Thiên Địa chính là một chàng đại nhân quá. Vô luận người nào chứng đạo trong trời đất này, tương lai đều phải bồi hoàn nhân quả, bởi vậy không thể vĩnh tồn. Bởi thế nhân quả tiên thiên mới là chính đạo, mới là đường đi duy nhất cuối cùng trên đại đạo này. Giang Nam lắc đầu, Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đạo Không Đạo Nhân cùng Tiên Đế Diệp Lân đều lắc đầu, hiển nhiên không ủng hộ lời của hắn. Tịch diệt vừa đến, nhân quả không còn, duy tịch diệt vĩnh hằng thôi. Bỗng vô số tịch diệt liên quang bắt đầu khởi động, hóa thành phân thân của tịch diệt đạo nhân, cất bước đi tới, hắn thản nhiên nói: Hết thảy thời đại, hết thảy văn minh, đều phát sinh ngắn ngủi khi tịch diệt ngủ say mà thôi. Năm vị thiên tôn, chư vị đạo hữu, mặc dù nói lời thật sẽ làm các ngươi cảm thấy được bi ai, nhưng các ngươi đều là ký sinh trùng trong khi tịch diệt ngủ say. Tịch diệt tỉnh lại, những ký sinh trùng như các ngươi sẽ tan thành mây khói. Muốn chạy tới tận cùng đại đạo, chỉ có tịch diệt. Đạo Không Đạo Nhân mỉm cười nói: khá lắm, tịch diệt vĩnh hằng. Thế nhưng theo ta thấy, phải là hỗn độn vĩnh hằng mới phải. Cái gọi là tịch diệt, cùng nhiều thời đại, chính là hỗn độn diễn biến lần lượt tuần hoàn mà thôi. Sáu vị thiên tôn rốt cục cũng đến đông đủ, vừa ra tràng liền đưa ra đạo lý của bản thân đối chọi gay gắt với nhau. Giang Nam dùng linh quang hóa bồ đoàn mời tịch diệt đạo nhân ngồi xuống. Sáu vị thiên tôn đều tự triển lộ ra khí tượng khôn cùng, chấn động thiên đỉnh, dị tượng đại đạo ùn ùn. Thanh Liên Thiên Tôn đột nhiên cười nói: Vừa rồi đế giang tiểu hữu phủ định mọi thứ, không biết ngươi thừa nhận nhân quả hay thừa nhận tịch diệt đây? Giang Nam cười nói: Ta đều không ủng hộ. Tịch diệt đạo nhân nghiêng người nói: Như vậy tận cùng đại đạo trong lòng của thiên tôn là gì? Là nguyên thủy. Giang Nam mỉm cười thản nhiên nói: Cái gọi là nguyên thủy vốn là đại đạo chi tông, vạn đạo chi tổ, bao la vạn tướng. Nguyên thủy là một, có thể hóa thành vô cùng, có thể vượt qua tịch diệt, có thể diễn biến nhân quả, có thể làm cho hỗn độn sinh ra thiên địa, có thể cho nguyên thần chứng đạo, thân thể chứng đạo, pháp bảo chứng đạo. Nguyên thủy không có nhục thân, không phân đại đạo, đạo quá, nguyên thần, pháp lực, vô lão vô diệt. Tâm vừa động thì thiên mở, niệm vừa động thì địa diệt. Trong nháy mắt tạo hóa vô cùng, nơi chỉ tới thiên địa hiện ra. Nguyên thủy là điểm cuối của đạo. Nếu như có được lịch hàng tỷ kiếp mà không diệt, cái gọi là tịch diệt cũng chỉ là bình thường. Năm thiên tôn đều nở nụ cười. Khoác lác, khoác lác. Hôm nay đã luận đạo thì tiếp tục luận đạo thôi. Tiên đế Diệp Lân cười nói: Người nói người là cuối đại đạo, ta nói ta là cuối đại đạo, cũng không bằng bày ra đạo lý một phen, luận chứng cao thấp một phen. Sắc mặt của tịch diệt đạo nhân không chút thay đổi nói: Lời này của đế có được lòng ta. Cái gọi là gặp lương tài, gặp được các ngươi, ngay cả ta cũng không nhịn được sinh ra lòng luận đạo. Hôm nay gặp mặt cùng các ngươi luận bàn một phen, nhưng chân chính thắng bại không phải luận đạo có thể luận ra được, tương lai là phải nhìn vào thực tế kìa. Vô Cực Thiên Tôn gật đầu, ý vị thâm trường nói: Hey, mở tiên đại thời đạo, tạo đại nhân quả, đúng là vẫn còn cần bồi hoàn. Sinh linh trống rỗng sinh ra cũng cần bồi hoàn thiên địa nhân quả, dù là chư vị cũng là như vậy thôi. Thanh Liên Thiên Tôn cười nói: Tương lai có thể xem thực tế được, hôm nay chỉ chuyện phiếm luận đạo. Đạo Không Đạo Nhân nhìn mọi người trong Đại La Thiên nói: Hôm nay ta cùng năm vị thiên tôn mở đàn luận pháp luận đạo, các ngươi đều phải cẩn thận lắng nghe một chút đi. Nếu như lòng có đạt được, cũng không phụ chúng ta một phen vất vả như này. Tuần chỉ. 4.800 thiên quân đạo quân cùng không người nói. Đạo Không Đạo Nhân khẽ nắm tay, đại đạo trong cơ thể nổ vang, giống như hỗn độn mênh mông, trong mơ hồ đàn tranh vang vang, kỵ binh lưỡi mác va chạm, âm thanh sát phạt bỗng nhiên vang lên.
đạo âm của hắn khác với đại đạo, duy ngã bất không bất đồng, duy ta không thông, là một mình tách ra khỏi hậu thế. Vạn đạo kiếp diệt, duy ta bất diệt, mà bây giờ đã nổi lên tráng trí vào đời tranh hùng. Hỗn độn tiên thiên, đạo không chi sử, đều vô hạn có thể. Quanh thân thanh lên tiên tôn, hoa rơi chậm chậm, một bông hoa một thế giới. Diễn biến, đạo diệu vô cùng, thế giới trong hoa sinh sôi diệt diệt, tuần hoàn lặp lại, hồng mông tiên thiên. Thế giới thụ hiện lên sau lưng tiên đế Diệp Lân, cành lá xum xuê, tự thành một giới. Nguyên thần to lớn khôn cùng, cũng đem diệu dụng nguyên thần tiên thiên mà bày ra. Thân thể tịch diệt đạo nhân thì hiện ra tịch diệt tiên thiên, vô cực thiên tôn hiện ra nhân quả tiên thiên. Mà Giang Nam cũng đem nguyên thủy tiên thiên của mình triển khai, chỉ thấy đại đạo nguyên thủy minh mông bắt ngát hiện lên, đạo âm chấn động, đạo âm sáu đại tiên tôn va chạm lẫn nhau, áp chế lẫn nhau. Một sóng bình, một sóng khởi, núi cao còn có núi cao hơn. Nơi chốn lăng không tuyệt đỉnh, có đội kỵ binh nổi lên, một đầu đụng gãy bất chu sơn. Người bày ra vĩ ngạn, ta bày ra bất diệt, hắn bày ra lưới võng, vô cùng náo nhiệt. Trên đại la thiên, 4.800 thiên quân đạo quân từ trong đạo âm của sáu đại thiên tôn, nghe ra vô số đạo hay, vô số đạo lý lớn, còn chưa kịp tìm hiểu, lại có vô số đạo cùng lý tràn tới, làm cho họ cơ hồ không kịp suy nghĩ. Từng người vui sướng ngây ngất, thu hoạch vô số chỗ tốt, thậm chí cả Trọng Hòa đạo tôn cũng có đại thu hoạch, hơn xa bản thân bế quan vài trăm triệu năm. Sáu thiên tôn luận đạo, những người khác không cách nào xen vào, chỉ có thể lắng nghe. Mà sáu đại thiên tôn đều nhờ vào va chạm trí tuệ lẫn nhau, kích thích tiềm năng trí tuệ, đem tiên thiên đạo cảnh của mình hoàn thiện. Hơn nữa phải phát triển nhược điểm đại đạo của đối phương, chờ đợi tương lai mà khắc chế đối phương. 800 năm trôi qua, sáu thiên tôn luận đạo 800 năm tại Đại La Thiên, như trước khó phân thắng bại. Các thiên quân đạo quân thu hoạch nhiều không tưởng tượng, có chút người tư chất đột nhiên tăng mạnh, có chút người nguyên không có tư chất đạo quân, giờ phút này cũng đã có hy vọng thành tựu đạo quân. Đại diễn đạo quân thậm chí lĩnh ngộ ra một loại tiên thiên đạo cảnh, rốt cục có thể đuổi theo những đạo quân khác. Bất không đại đạo của ta rốt cục cũng có thể viên mãn rồi. Ma Kha thiên quân cũng vừa mừng vừa sợ, trong lòng yên lặng nói: sáu lão bất tử luận đạo ngược lại làm cho ta tìm hiểu bất không đại đạo, cũng nhận được một ít đạo lý tịch diệt đại đạo, còn có tiên đạo. Bước tiếp theo, bất không đại đạo của ta tu luyện tới đạo quân cảnh giới liền có thể tịch diệt, sau đó tu hành tiên đạo. Đợi đến tiên đạo cũng mất đi, bất không đại đạo viên mãn sẽ không yếu hơn sáu lão quái vật này, chỉ càng mạnh hơn bọn hắn mà thôi. Sau đó ta tiếp tục cắn nuốt tịch diệt đạo nhân, tiêu diệt tiên giới, đem tịch diệt đại đạo để lên trung cực đại đạo. Ma Kha tiên quân nghĩ tới diệu dụng, bất giác lộ ra nụ cười. Giang Nam, đạo không, tịch diệt, đế cùng tôn, cùng vô cực, luận đạo 800 năm, mỗi người đều có đại thu hoạch. Những thời đại trước kia biết đi đâu tìm 6 vị tiên tôn đồng thời mở đàn luận đạo đây. Từ nguyên đạo tới nay, thời đại huy hoàng nhất là nguyên đạo thời đại, khi đó chỉ có 2 tiên tôn, mặc dù là đạo quân điện cũng chỉ có 3 tiên tôn, hơn nữa bên trong còn là tịch diệt đạo nhân. Mà bây giờ, 6 đại tiên tôn luận đạo, xác minh lẫn nhau, đạo lý lớn va chạm, kích thích hào quang trí tuệ. Mỗi người đều đem hết toàn lực, đem hết khả năng để áp đảo 5 người còn lại, cơ hồ không hề giữ lại, nở rộ trí tuệ của mình. 6 thiên tôn luận đạo 800 năm, trong lúc vô tình đem đại đạo tiên đạo thời đại đẩy tới hơn mấy trăm triệu năm, làm cho tiên đạo phát triển nhanh hơn, trăm nhà đua tiếng. Qua thêm vài năm, một ngày này Giang Nam đột nhiên thu lại nguyên thủy đại đạo, cười nói: trận luận chiến này đến đây đi. Chư vị đạo hữu, ta cùng các ngươi luận đạo, bổn sự mồm mép, bổn sự cao thấp chân chính còn phải tạm khắc lại tương lai. Lần này ta cũng lấy được chỗ ích lợi không nhỏ, tương lai lại tái chiến vậy. Trong Đại La Thiên, 4.800 thiên quân, đạo quân nghe được như si như say, nghe vậy không khỏi sực tỉnh, một mảnh mờ mịt. Sáu đại thiên tôn luận đạo, rút cục là ai thắng ai thua đấy? Các người có lưu ý tới thắng bại gì hay không vậy? Nguyên thủy thiên tôn mở miệng trước, hẳn là hắn luận đạo thua rồi. Nhưng hắn là vị có tuổi nhỏ nhất trong sáu thiên tôn, có thể luận đạo với lão quái vật 800 năm đã không tầm thường rồi.
Vô Cực Thiên Tôn cũng đứng dậy, mang theo Vô Cực Thư Đồng cùng Trọng Hòa, Cửu Tư rời đi. Hắn cười nói: tất cả đại đạo đều về nhân quả, đạo hữu cao thấp, người có cao thấp, tương lai sau khi ta xuất quan sẽ cùng chư vị đạo hữu lãnh giáo một phen. Thân hình của Tịch Diệt đạo nhân cũng đột nhiên tản ra, đưa tay bắt lấy Ma Kha Thiên Quân, hóa thành Tịch Diệt linh quang rồi tiêu tán. Được, cũng tốt thôi. Ta đang chờ đợi tiên đạo thời đại bước vào ngày tịch diệt, khi đó ta đạt tới trạng thái toàn thịnh. Chư vị đạo hữu à, các ngươi cũng ở trong trạng thái toàn thịnh, phá hủy các ngươi nhất định còn có ý tứ hơn so với hiện tại. Đế cùng Tôn cũng liếc nhau, thân hình tự băng tán, biến mất, không còn nhìn thấy. Thanh âm của Thanh Liên Tiên Tôn truyền đến: 300 triệu năm sau sẽ cùng Thiên Tôn lãnh giáo một phen, luận chứng cao thấp một phen, tranh một chuyến xem ai mới là người thứ nhất trở thành Đại Thiên Tôn, bước vào Trung Cực Đại Đạo. Thanh âm của Tiên Đế Diệp Lân cũng theo sau truyền đến: 800 năm luận đạo, ta cũng thu hoạch rất nhiều, đa tạ chư vị đạo hữu. Giang Nam nhìn Đạo Không Đạo Nhân, Đạo Không Đạo Nhân mỉm cười nói: ta cũng phải về, lần này luận đạo ta cũng lấy được chỗ ích lợi không nhỏ. Nguyên Thủy Đại Đạo đích xác kỳ lạ, ta cũng phải tìm hiểu một ít ảo diệu trong đại đạo của ngươi. Giang Nam đứng dậy đưa tiễn nói: nói quá lời rồi, đã gọi là đạo hữu, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ, khích lệ lẫn nhau. Nếu bảo thủ chỉ biết trì trệ không tiến mà thôi. Giang mỗ may mắn có thể cùng vài vị tiên tôn sinh hoạt chung một thời đại. Đạo Không Đạo Nhân đi ra khỏi Đại La Thiên, gọi Linh Nữ, Đại Diễn, La Hầu, Trung Thiên bọn họ, phất tay rời đi nói: chỉ sợ trong đạo quân quả vị đạo quân điển sẽ xuất hiện thêm vài tấm bia đá nữa thôi. Thiên Tôn à, 800 năm bình thản chỉ là luận đạo, tương lai chỉ sợ không còn bình thản như vậy. Chỉ cần phân tranh cùng nhau, lúc đó chỉ sợ ngươi và ta đều không thể lưu tình. Tương lai nói không chừng chúng ta sẽ không còn là đạo hữu của nhau. Sắc mặt của Giang Nam có chút ngưng trọng, đột nhiên giãn ra cười nói: mặc dù là địch thủ cũng là đạo hữu mà. Sao? Địch thủ cũng là đạo hữu sao? Lời này nói không sai. Đạo Không cười to liền đi xa. Trong Đại La Thiên, từng đạo quân thiên quân đều lần lượt tiến lên chào từ giã Giang Nam rồi rời khỏi Đại La Thiên. Giang Nam phân phó nhóm cường giả Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Tịch Kính Tình dí chứng của mình lưu lại nói: các ngươi ở lại Đại La Thiên tu hành thêm thời gian, đợi kiên cố thu hoạch hãy hạ trần. Mọi người đều đồng ý. Giang Tuyết Tình cùng Vân Liên đi lên cười nói: phụ thân, lần này luận đạo rút cục là ai thắng ai thua vậy? Vừa rồi chúng ta nghe được đủ loại đạo âm chinh chiến sát phạt, mơ hồ còn nghe được có đạo âm chiếm cứ thượng phong, thế nhưng không biết là loại đạo âm nào, đại đạo nào. Giang Nam cười hỏi: có quan hệ gì sao? Tự nhiên là có quan hệ rồi. Vân Liên cười hì hì nói: sáu đại thiên tôn không ai phục ai, ai cũng nhận thức đạo lý của mình là chính xác, ai cũng cho rằng đại đạo của mình có thể đặt chân lên Trung Cực Đại Đạo, tự nhiên sẽ có thắng bại, nếu không bọn họ đồng ý rời đi Đại La Thiên hay sao? Hiện tại chỉ là luận đạo, không có giao thủ. Người không nghe Vô Cực Thiên Tôn nói hay sao? Đạo hữu cao hay thấp, người cũng có cao thấp, vô luận luận đạo, ai thua ai thắng, tương lai đều phải tránh đua cao thấp một lần hay sao? Giang Nam cười nói: luận đạo thắng thua không ảnh hưởng toàn cục, người thắng thua mới là trọng yếu. Các ngươi yên tâm tu hành đi, tương lai chỉ sợ sẽ có trận ác chiến không tưởng tượng nổi. Giang Tuyết Tình thè lưỡi cười nói: thiên tôn sẽ không ra tay với đạo quân thiên quân như chúng ta đấy chứ? Khó nói, khó nói, trước đại kiếp nạn ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Giang Nam phất phất tay để cho họ ở lại trong Đại La Thiên bế quan. Trong Đại La Thiên tràn ngập nguyên thủy chi khí là do Giang Nam luyện ra trong hư không, vô cùng tinh thuần, không thua kém nguyên thủy khí trong khai thiên. Ở lại nơi này tu luyện còn tốt hơn trong thánh cảnh cùng chư thiên rất nhiều lần. Đại La Thiên cũng yên tĩnh trở lại. Khổng Thánh, Tiên Thiên Long Giao Mã, các sinh linh đều nhận được thật nhiều ưu đãi, đều tĩnh tâm tu luyện. Giang Nam cùng Thiên Vi ở lại Đại La Thiên thưởng thức cảnh trí. Hiên Vi đột nhiên nói:
Lão gia, rốt cuộc ai thắng ai thua vậy? Giang Nam bật cười hỏi. Phu nhân cũng hiếu kỳ sao? Thiếp thân không quan tâm tu vi của chính mình, thế nhưng không thể không quan tâm bổn sự của lão gia. Dù sao ngài cũng là chủ một nhà. Hiên Vi cười nói. Giang Nam lắc đầu không trả lời. Hắn chỉ nói, đạo so với đạo, thắng bại cũng không trọng yếu. Người so với người, thắng bại mới là quan trọng. Ta có dự cảm tiên đạo thời đại trước tịch diệt kiếp sẽ có một hồi nhân kiếp thật lớn, đạo quân thiên quân sẽ tử thương vô số. Cũng trong lúc đó, trong đạo quân quả vị đại điện, đạo không đạo nhân thu hồi tinh khí thần của mình trở về bản thể. Linh nữ tiến lên hỏi, phụ thân, lần này luận đạo ai thắng ai thua vậy? Lần này thắng thua vấn đề không lớn. 800 năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn sánh vai cùng chúng ta, có thắng có thua. Đợi một năm cuối cùng hắn chiếm cứ một tia thượng phong. Đại không thản nhiên nói, Nguyên Thủy đại đạo của hắn đích xác thần diệu đến cực điểm. 800 năm chúng ta luận chứng cùng hắn đều chạy tới cực hạn của mình. Hắn muốn hơn chúng ta cũng không dễ dàng, chỉ lấy Nguyên Thủy đại đạo của mình tranh phong cùng chúng ta. Năm cuối cùng Nguyên Thủy đại đạo của hắn hấp thu nhiều đạo lý của chúng ta, bởi vậy chiếm cứ một tia thượng phong. Bởi vậy Vô Cực Thiên Tôn mới nói, đạo hữu có cao có thấp, người có cao có thấp, ý là lần này chỉ là luận đạo, lần sau đối chiến thực tế mới là xác định được. Nhóm người linh nữ cùng đại diễn hoảng sợ, La Hầu La cùng Trung Thiên bội phục không dứt. Đạo không đạo nhân cười nói, đây cũng không có nghĩa là đại đạo của chúng ta không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đạo. Lần này chúng ta cũng có đại tu hoạch, từ trong Nguyên Thủy đại đạo lĩnh ngộ không ít huyền diệu. Tương lai khi so đấu mới là phấn khích kìa. Sao? Người so với người sao? Trong lòng đại diễn cổ thần run lên, thất thanh nói, sáu đại thiên tôn muốn đích thân động thủ cùng nhau đối chiến hay sao? Sáu đại thiên tôn đối chiến, đây là cảnh tượng đồ sộ tráng lệ tới mức nào đây? Mặc dù là đại diễn cổ thần cũng vô cùng hứng tới. Đạo không đạo nhân gật đầu cười nói, lần này luận đạo thắng thua chỉ là đánh giá nho nhỏ, nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn còn thắng được một đường, thế nhưng tương lai hắn chưa chắc sẽ thắng được. Bởi vì tiên đạo còn đang phát triển, chỉ cần tiên đạo phát triển, đại đạo lý niệm của ta cùng đế và tôn sẽ không ngừng phát triển. 300 triệu năm sau mới là thời kỳ đại đạo chúng ta phong phú nhất kia, đại đạo của chúng ta mới có thể viên mãn được. Tiên giới đạo quân càng nhiều, đại đạo của họ càng mạnh. Trước mắt tiên giới vẫn chỉ có hơn 200 tiềm lực giả, chứng đạo đạo quân cũng chỉ hơn 40 người. Mà 300 triệu năm sau sẽ có 200-300 vị đạo quân. Những đạo quân này hình thành đạo quả cho đế cùng tôn, cấu xuất nhục thân hoàn mỹ cho đạo không đạo nhân. Bọn họ tụ tập trí tuệ của toàn bộ cường giả, thành tựu chính mình. Bởi vậy đạo không đạo nhân mới có tín nhiệm tin tưởng cường đại như thế. Nhóm người linh nữ trước sau cáo từ rời đi. Đạo không đạo nhân tinh tế suy tư, thở dài thấp giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là một nhân vật khủng bố mà. Lần này thu hoạch lớn nhất thật sự không phải 4.800 thiên quân đạo quân trong Đại La Thiên, mà chính là 6 vị thiên tôn. 6 vị thiên tôn luận đạo, những người khác có thể nghe hiểu, chỉ lấy được một bộ phận đạo lý bé nhỏ không đáng kể của họ mà thôi. Mà cùng là thiên tôn luận đạo, làm cho họ kích thích trí tuệ cùng tiềm lực của mình, không ngừng hoàn thiện mình, hấp thu tinh hoa của người khác, càng thêm hoàn thiện lý niệm của chính mình. Đây mới là thu hoạch lớn nhất, là thu hoạch mà người khác không thể so sánh được. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn hơn họ một đường, đã làm cho họ sinh lòng cảnh giác, cũng làm cho họ chứng kiến một mặt khủng bố của Nguyên Thủy đại đạo, càng thêm hoàn mỹ hơn so với đạo lý của họ, trực chỉ trung cực đại đạo. Trong ma giới, một mảnh đất trầm luân, bên trong tịch diệt thư không của tịch diệt đạo nhân, hắn phất tay cho Ma Kha Thiên Quân lui xuống, tìm hiểu bất không đại đạo. Hắn thầm nghĩ, 300 triệu năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tiến bộ bao nhiêu đây? Muốn vượt hơn hắn thật sự không dễ dàng. Bất quá... Đôi mắt hắn trống rỗng xuyên thấu qua hư không, ánh mắt vô hình nhìn lên người Ma Kha Thiên Quân, thấp giọng nói, nếu bất không đại đạo của tiểu tử này mà luyện thành, hợp lại là một, hơn nữa tiên đạo thời đại đi vào thời kỳ suy sụp,
thật có thể áp chế Nguyên Thủy Đại Đạo một bậc. Cũng trong lúc đó, bên trong Đạo Quân Điện, Vô Cực Thiên Tôn mở mắt ra, thấp giọng nói: 300 triệu năm, ta hẳn là có thể luyện thành pháp bảo này rồi. Suốt 40 vạn năm trôi qua, Ma Kha Thiên Quân rốt cục cũng chứng đạo Hỗn Độn Đạo Quân, đem Bất Không Đại Đạo tu luyện tới trình tự Đạo Quân, rời khỏi thánh cảnh của Tịch Diệt Đạo Nhân. Ma Kha Đại Quân giấu kín hành tung, lấy thần toán cắt đứt hết thảy suy diễn của mọi người. Qua thật lâu sau, hắn mới vẫy tay, liền nhìn thấy một tiên thiên pháp bảo xuất hiện. Pháp bảo cũng là một cánh cửa. Ma Kha Đạo Quân đẩy cửa đi vào bên trong, chỉ thấy từng thạch trụ thật lớn sừng sững, thật giống như thạch điện của Đạo Quân Điện, thế nhưng chỗ thần diệu còn kém hơn nhiều. Bên dưới thạch trụ, phiêu phù Tịch Diệt Đại Đạo hóa thành một nhóm hư ảnh, rõ ràng là dùng đại đạo tịch diệt từng thời đại luyện thành. Nơi này có 19 thạch trụ, 17 thạch trụ đều mất đi linh quang, biến thành thân ảnh, đại biểu 17 tiền sử thời đại. Một nhóm thân ảnh sừng sững bên dưới thạch trụ đều là tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng so sánh với linh quang của Tịch Diệt Đạo Nhân kém hơn không biết bao nhiêu lần. Linh quang của Tịch Diệt Đạo Nhân có thể hóa thành tiên thiên chí bảo, mà linh quang của thạch trụ nhiều nhất chỉ có thể hóa thành tiên thiên pháp bảo, thậm chí còn yếu hơn tiên thiên pháp bảo một bậc. Thế nhưng 17 thân ảnh chồng cùng một chỗ thật không tầm thường. Tịch Diệt Thiên Môn của ta, chỉ có ta mới có thể triệu hoán đi ra được. Năm đó Hỗn Độn Ôn Đế từ trong Đạo Quân Điện mượn tới bảo vật này, cũng may hắn mượn đi thân thể kiếp trước của ta, biến thành Tịch Diệt Thiên Môn. Nếu không, ta làm sao có thể dễ dàng rời khỏi Đạo Quân Điện đi tới nơi phồn hoa này được. Hắn rõ ràng đang nói tới Vô Danh Đạo Quân khổ tu nghiên cứu Tịch Diệt Đại Đạo trong Đạo Quân Điện kia, tự mình hóa đạo, hóa thành tiên thiên pháp bảo, sau đó mượn tay Hỗn Độn Ôn Đế đem tiên thiên pháp bảo kia đưa tới Hỗn Độn Thời Đại, sau đó mượn cơ hội biến mất, đoạt xá Ma Kha cổ thần chân chính. Hắn mưu tính chính là Hỗn Độn Đạo Quân mà nay cuối cùng cũng tu thành. Tâm niệm vừa động, nhất thời Bất Không Đại Đạo trong cơ thể hắn bắt đầu tịch diệt. Không tốt rồi, Hỗn Độn cổ thần quá mạnh, Bất Không Đại Đạo tương dung cùng thân thể khó có thể chia lìa, chỉ sợ đem toàn bộ cơ thể ta đều tịch diệt đi. Trong lòng Ma Kha Đạo Quân giật mình, vội vàng phá nát đạo quả, nguyên thần bay ra khỏi thân thể. Chỉ thấy nhục thể của hắn ầm vang một tiếng, mai một, hóa thành Tịch Diệt Đại Đạo. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Nếu không phải ta chủ động bỏ qua tính mạng, chỉ sợ cũng sẽ bị hóa thành Tịch Diệt Đại Đạo, không còn tồn tại. Nguyên thần Ma Kha bay xuyên qua Tịch Diệt Thiên Môn, hướng về tiên giới, hắn thầm nghĩ. Hiện giờ là thời điểm chuyển kiếp tu luyện tiên đạo rồi. Đáng tiếc Bất Không Đại Đạo bị tịch diệt, lại lấy mất một tính mạng của ta. Bất quá như vậy cũng tốt thôi, ta bỏ qua thân thể, nhập chủ thân thể mà Đạo Tạng Đạo Quân đã chuẩn bị cho ta đời này, tu hành tiên đạo càng thêm viên mãn một chút đã. Nhưng nếu ta bế quan mười mấy vạn năm, tiên giới rốt cuộc như thế nào đây? Không qua bao lâu, nguyên thần Ma Kha đã đi tới một mảnh tiên vực. Tiên vực này là lãnh địa của Đạo Tạng Đạo Quân, bên trong có một tiên thiên sinh linh. Từ khi được Đạo Tạng Đạo Quân mở ra trên tiên giới, đã không ngừng ôn dưỡng, trở nên càng ngày càng cường đại. Tiên thiên sinh linh này đã sớm lên sinh ra, nhưng Ma Kha đã hủy diệt linh trí của tiên thiên sinh linh. Hắn làm như vậy là vì đào tạo một thể xác cho mình chuyển kiếp. Đạo Tạng Đạo Quân thủ ở một bên, chỉ thấy Thạch Phá Thiên Kinh, Ma Kha rốt cục cũng chuyển kiếp. Vừa ra đời đã có vô số đại đạo giáng xuống, không ngừng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, đại đạo chảy xuôi. Đột nhiên tường vân trên bầu trời bay tới, một đạo Tam Thiên Đại Đạo dung nhập vào trong cơ thể Ma Kha. Đạo Quân Chi Tư, là Đạo Quân Chi Tư. Đạo Tạng Đạo Quân sợ hãi thất thanh nói: Đế Tôn nói trong 3000 đại đạo đều đã có chủ nhân, chỉ còn lại một đạo cuối cùng chưa chọn chủ. Rất nhiều đạo quân đều phỏng đoán đại đạo, đạo Tam Thiên kia chính là một đạo cực mạnh mà Đế Tôn sở luyện, là vương giả của 3000 đại đạo. Không nghĩ tới Ma Kha Đạo Huynh chuyển kiếp lại có thể làm ra một đại đạo chọn chủ. Đời này của Ma Kha Đạo Huynh nhất định làm khiếp sợ thiên hạ rồi. Hiện giờ Ma Kha đã hóa thành một tiểu đồng, nghe vậy cười ha ha nói:
Đại đạo chi vương chọn ta làm chủ chính là mệnh trung chí định. Ta nhất định phải làm người cường đại nhất rồi, hướng lên ngôi báu trung cực đại đạo. Đạo tạng đạo hữu à, ngươi chọn ta làm chủ, có thể thấy được ngươi cũng là người có ánh mắt nhìn. Đúng rồi, ta bế quan 40 vạn năm, tiền giới đã có những người nào chứng được đạo quân rồi? Đạo tạng vội vàng nói, hiện giờ chứng đạo đạo quân có 10 người, phần lớn là người được số mệnh công đức khai thiên. Mặt khác, mấy đạo quân cũng là tiên thiên sinh linh, sau khi tiên giới mở ra, trong thế hệ trước thì không có người nào chứng đạo. Trong thế hệ trước có tư cách chứng đạo thì đã chứng được đạo quân, những người còn lại thì tầm thường, vô vi, không đáng để lo. Ma Kha Tiểu Đồng cười nói, hiện giờ thế cục tiên giới thế nào rồi? Đạo tạng chần chừ nói, hiện giờ tiên giới còn loạn hơn 40 vạn năm trước rất nhiều. Hắn giảng thuật lại suốt 40 vạn năm nay, sau khi giảng đạo tại Đại La Thiên, làm 6 đạo lý lớn của 6 đại thiên tôn truyền bá. Những thiên quân đạo quân tiến vào Đại La Thiên thu đồ đệ hoặc truyền đạo, đem đạo lý mình lĩnh ngộ ra truyền ra ngoài, làm tiên đạo thời đại phát triển càng thêm nhanh chóng thành thục. Không chỉ như thế, những đạo quân thế hệ trước có ảnh hưởng lớn lao, có chút người bắt đầu quy ẩn không xuất hiện, cũng không vì bị đả kích mà đạo tâm thất bại, mà là vì hấp thu thu hoạch cùng đạo lý hiểu được tại Đại La Thiên, bởi vậy cần bế quan tu hành. Đầu tiên khiến cho tiên giới chấn động chính là Nguyên Dục Tiên Đế. Nguyên Dục Tiên Đế biến mất, bỏ lại nhóm người Định Quang, Linh Châu Tử. Nguyên Dục Tiên Đế được thừa nhận tiên đế, mấy tôn tiên đế khác đều là phụ tá. Hắn biến mất tạo thành chấn động, liền có thể biết được tiên giới vô chủ, quần hùng tranh giành. Rồi ngay sau đó, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tam Nguyên Thiên của Thái Nhất Cảnh bị một cỗ pháp lực thật lớn phong ấn, biến mất trong tiên giới, chỉ còn lại Thiên Linh, Nữ Quân Nghĩa Nữ. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngọc Kinh Vong Tỉnh Tiên Đế thoái vị, đem vị trí giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo giao cho Long Ngạn, được xưng là Long Ngạn giáo chủ, mà tiền giáo chủ Ngọc Kinh Đạo Quân biến mất vô ảnh vô tung. Khổ Hạnh giáo chủ cũng tuyên bố thoái vị, giao cho đệ tử Tam Đức xử lý. Hậu Tôn Đạo Quân làm Thái Thượng giáo chủ Sa Môn Đại Giáo, phụ tá Tam Đức giáo chủ. Thế nhưng sau lưng vẫn có không ít người gọi hắn là Tam Thiếu giáo chủ. Càn Nguyên Đạo Quân cùng Tử Hạm Đạo Mẫu quy ẩn trong Huy Huyền Dục Thiên ở ẩn không ra. Mông Tốn Đạo Chủ phong ấn Minh Diệu Thần Linh Thiên, đem Tử Mông Thiên đuổi ra khỏi Minh Diệu Thần Linh Thiên. Mông Thiên Thành làm thủ lĩnh sinh linh chuyển kiếp đạo thần thời đại, xây dựng thần môn, được gọi Thần Môn giáo chủ. Tiên Ma hai giới, năm đại đạo tổ, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Đế, La Hầu Ma Đế cùng Bỉ Ngạn Nương Nương đều tự quy ẩn. Kế Đô dứt bỏ đế vị, truyền cho đệ tử La Sát Nữ Nguyệt Bột. Nguyệt Bột xưng La Sát Ma Quân, được chân truyền của Kế Đô, đã là một tôn thiên quân, cũng là nhân vật lưu danh trong đạo quân Quả Vị Đại Điện. Mà La Hầu La Ma Đế truyền vị cho Ma Thiên. Ma Thiên Ma Quân được đến số mệnh công đức khai thiên, thành tiên thiên thần thánh, cùng Nguyệt Bột xưng hô là Ma Nguyệt Nhị Đế. Huyền Đô cũng đã quy ẩn, ẩn cư nơi xa xôi trong tiên giới, đem vị trí giáo chủ Huyền Đô Tạo Hóa Đại Giáo truyền cho Tịch Ứng Tình, Hồ Thiên Lão Tổ làm phó giáo chủ. Ngoài ra còn có các đạo quân như Thánh Ma, Linh Nữ, Đại Diễn cũng không ẩn cư, nhưng xuất hiện càng ngày càng ít, hơn nữa cũng không ngăn cản tiên đạo thời đại vận chuyển, buông xuống quyền lực giao cho hậu bối. Mà các tân tấn đạo quân như Trung Thiên, Đinh Linh cùng Phục Ly dần dần xuất hiện. Trong tiên đạo thời đại có lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ba đạo quân trẻ tuổi đều tự xây dựng thế lực trong tiên giới, xưng hừng hậu thế. Ma Kha nghe vậy không khỏi nhíu mày nói, cái đám lão gia hỏa giao ra quyền lực chân không, chỉ sợ tiên giới cùng ma giới đều đại loạn. Hey, đúng là như vậy. Đạo tạng đạo quân vội vàng nói, Định Quang xuất lĩnh tinh anh vạn vật thánh giáo tiến vào ma giới, tự lập làm đế, cùng Nguyệt Bột, Ma Thiên chia ba phần thiên hạ, chinh chiến không ngừng. Thiên Linh gieo xuống tiên thiên linh căn trong một tòa tiên châu, kế thừa vị trí giáo chủ Thái Nhất Thần Giáo, thành thế rất lớn, đã trở mặt với Ngọc Kinh Thánh Giáo. Mà Linh Châu Thứ thì ở tại Nguyên Dục Thái Cực Thiên, ngoan ngoãn thành thật, ở ẩn không ra. Thế nhưng đáng sợ nhất cũng không phải là bọn hắn,
mà là Giang Vân Liên, nghĩa nữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt của Maha khẽ động, vội hỏi nguyên nhân. Vân Liên rời khỏi Đại La Thiên, đi dạo khắp cả tiên giới, tìm được nhiều cường giả của Huyền Châu như Đạo Vương, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Minh Thổ Tinh Quang, được các cường giả Huyền Châu ủng hộ xưng vương, được xưng là Vân Liên Nữ Đế. Dưới trướng Vân Liên Nữ Đế đều là cường giả Huyền Châu, cũng có người trẻ tuổi, thế lực thật lớn, còn có Khổng Thánh Đạo Nhân, Phi Hùng Đạo Nhân, Cửu Long Đạo Nhân, Cửu Phượng Đạo Nhân hạ trần, tiến vào trong tiên đình làm tướng, có thể nói cường thịnh một thời. Nữ tử này vốn nhiều lòng dạ, Giang Nam không quan tâm tới quyền lực. Giang Tuyết Tình đã có thiên môn nên không đặt quyền thế trong lòng. Nàng liền đem thủ hạ cũ của Huyền Châu chỉnh hợp, đồng thời mời thiên hạ hào kiệt tiến vào trong tiên đình của mình. Thành thế lớn, nhân tài liên tục ra đời. Hiện giờ, vị nữ đế này rất có thái độ chèn ép thiên hạ giáo môn, muốn trở thành nữ đế, thống trị tiên giới. Thậm chí Long Ngạn xuất lĩnh Ngọc Kinh Thánh Giáo tranh chấp với nàng cũng bị nàng áp xuống hạ phong. Một nữ tiểu oa oa còn muốn thống trị tiên giới, thật làm cho người ta cười đến rụng răng mà. Ma Kha lơ đánh cười nói, ngoại trừ nữ tiểu oa oa kia, còn có hào kiệt nào khác nữa không? Còn có Long Ngán, Định Quang, Linh Châu, Thiên Ma, Thiên Linh đã trở thành thế lực cường đại nhất tiên ma giới. Ngoại trừ bọn họ, còn có một ít thế lực, hoặc là giáo môn, hoặc là tự lập làm đế, hùng cứ một mảnh tiên vực. Sau lưng đều có các đạo quân thế hệ trước ủng hộ. Đạo Tàng Đạo Quân nói, đạo quân ở ẩn không ra, tiểu bối xưng vương trong tiên ma nhị giới có hơn ngàn người, liên tục chinh chiến sát phạt nhiều năm. Hiện giờ đám xưng vương không ngoài 10 người. Cường đại nhất tiên giới là tiên đình của Vân Liên xây dựng, Ngọc Kinh Thánh Giáo của Long Ngạn, giáo chủ Thái Nhất Thần Giáo Thiên Linh Nữ Đạo Quân, Đình Linh Nữ Quân cùng Phục Ly Đạo Quân xây dựng đạo giáo, cũng là thế lực cực kỳ khổng lồ, đặt ngang hàng với ba đại thế lực kia. Trong ma giới có Định Quang, Nguyệt Bột, Ma Thiên cùng Trung Thiên. Trung Thiên cực mạnh, Định Quang âm hiểm, Nguyệt Bột thì đẹp nhất, Ma Thiên thì hung tàn nhất. Giữa bọn hắn vốn bất hòa, nhưng những ngày gần đây do Định Quang thuyết phục Nguyệt Bột, Ma Thiên cùng với Trung Thiên hợp lực cùng nhau tấn công tiên giới, hiện tại đang tranh đấu với thế lực tiên giới vô cùng kịch liệt. Nghe nói Long Ngạn cũng sẽ tham chiến. Ma Kha cười ha hả, loạn thế xuất anh hùng, trong hỗn loạn chính là lúc ta quật khởi. Ta chuyển kiếp sống lại, bất luận kẻ nào cũng không biết gốc gác của ta. Vừa lúc làm chủ thiên địa, chí tôn tiên giới, hôm nay ta sẽ đến chỗ giao chiến, đi nhờ vả tiểu nữ oa Vân Liên kia, sau đó quật khởi ám toán nàng, cướp lấy tiên đình của nàng. Đạo Tạng không người ủng hộ. Ma Kha sửa sang lại trang phục, lập tức đi tới chỗ chiến trường. Hắn mưu đồ cho thân thể đời này của mình đã lâu, vừa xuất thế đã có tu vi tiên quân. Tuy rằng tuổi nhỏ, thế nhưng thần thông không tầm thường, không cần Đạo Tạng chỉ dẫn đã chạy thẳng tới khu vực kia. Hắn nghĩ thầm, ta còn nhỏ tuổi như vậy, thế nhưng tu vi lại cao. Tiểu nữ oa nhi kia nhất định sẽ cho rằng ta là nhân tài xuất chúng, sẽ giao trọng trách cho ta. Ta chỉ cần thử chút thân thủ sẽ quật khởi trong tiên đình, đứng đầu mọi người. Đợi khi nàng bị ta ám toán, ta có thể cướp lấy. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên không trung u tối, Ma Kha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen thật lớn bay qua. Đó là một đầu khổng tước, vươn cánh đã vài trăm vạn dặm, từ trên trời cao lao xuống, há mồm khẽ hấp. Toàn bộ người lẫn vật suốt mấy trăm vạn dặm đều bay lên, lao thẳng vào trong miệng của khổng tước này. Ma Kha cũng bị cuốn lên, trong lòng hoảng sợ, đột nhiên nhìn thấy cửu đầu thánh long cao giọng quát lên. Khổng Thánh đại tướng quân, tiền tuyến đang chém giết thảm liệt, ngươi còn chạy chung quanh ăn thịt ngươi, phá hư thanh danh bệ hạ, coi chừng bệ hạ lột da của ngươi ra. Khổng tước phun ra cả người lẫn vật, hóa thành một kim giáp tướng quân trẻ tuổi tuấn mỹ, đi theo cửu đầu thánh long xa dần, phẫn nộ nói, ta từ khi bị phủ Lê Nguyên Quân hàng phục, ta đã lâu không nếm qua thịt tươi rồi. Cường giả ma giới nhiều như vậy, ngươi muốn ăn bao nhiêu cứ việc ăn. Hai đầu đại yêu đi xa, Ma Kha nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ may mắn tự nhủ. Ta hồng phúc tề thiên có trợ giúp ta, thế nhưng chỉ là một đầu tiên thiên khổng tước cũng có thể ăn ta được hay sao? Hắn chạy tới cách chiến trường càng ngày càng gần,
chỉ nghe tiếng chém giết vang rền. Đột nhiên một bóng đen thật lớn phủ lên, chỉ thấy một đầu hắc khủng có cánh từ không trung rơi xuống, áp ma kha dưới thân thể tới hộc máu. Đầu hắc khủng không biết mình áp trúng người, lại phi thân lên kêu lớn: "Ngươi chờ đi, ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng nương tử nhà ta, ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng đâu." Ma kha nhiều lần vất vả mới thoát ra khỏi chiến trường, đột nhiên một cỗ khí tức hùng hậu truyền tới, chỉ nghe một thanh âm cao giọng nói: "Định Quang Ma Đế, Vân Liên Tiên Đế, đại tỷ đến rồi, các ngươi còn muốn đấu nữa hay sao?" Ma Kha nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiên quang nổi lên trên không trung, dị quang bay cao, lộ ra một vị đạo quân trẻ tuổi trầm ổn trấn áp tiên ma chiến trường. Ngay nơi giao hội giữa hai đại vũ trụ tiên ma, chiến trường kéo dài hơn 10 tinh hệ, từng vị tiên ma đại tướng xuất lĩnh mấy trăm vạn tiên nhân ma tiên tạo thành quân đoàn khổng lồ, khống chế lâu thuyền đại hạm, tiên sơn, tinh kỳ, tiên phủ, tiên thành, trường hà, tiên hải, tiên vực, ngân hà, trận đồ đủ loại pháp bảo cổ quái. Từng vị tiên vương tiên quân thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình vĩ ngạn sừng sững giữa ngân hà, từng viên đại tinh quấn quanh thân, mà quanh thân thiên quân hình thành thời không kỳ dị, vặn vẹo không gian cùng trụ quang, làm cho tiên vương tiên quân cùng không gian vũ trụ ở trước mặt bọn họ cũng biến thành vô cùng nhỏ bé. Ngoài ra, hùng vĩ nhất chính là tiên đình cùng ma đình. Tiên đình của Vân Liên Nữ Đế cùng tứ đại ma đình của Định Quang, Trung Thiên, Nguyệt Bột, Ma Thiên giằng co nhau, xa xa đối diện. Ở giữa là ngân hà tinh hệ, chính là tiên ma chiến trường. Còn có một gốc tiên thiên linh căn sừng sững bên cạnh Vân Liên tiên đình, cành lá sum suê. Bên dưới tiên thiên linh căn có thật nhiều cường giả Thái Nhất Thần Giáo, thủ hạ cũ của Thái Nhất Tiên Hoàng Tiên Đế, hiện tại nằm trong tay Thiên Linh Nữ Quân. Ở bên phải Vân Liên Tiên Đình chính là một tòa bảo tháp hùng vĩ đứng vững 33 tầng, nhìn như nguyên tháp mà cũng không phải nguyên tháp, chỉ là phục ly dựa theo hình dạng nguyên tháp, lấy số mệnh công đức bản thân sở luyện ra đạo quân chi bảo, gọi là Tam Thập Tam Trọng Thiên Huyền Hoàng Tháp. Bên dưới tháp là phệ đài đại giáo do phục ly giáo chủ sáng lập. Bởi vì hắn là đệ tử của Thanh Liên Tiên Tôn, không biết có bao nhiêu hào kiệt đến nhờ vả, thế lực cũng cực kỳ kinh người. Hiện giờ song phương giao chiến, đạo quân chưa từng ra tay, mà tiên quân cùng tiên quân xuất lĩnh quân đoàn tác chiến. Mà vị đạo quân trẻ tuổi mới xuất hiện liền trấn áp chiến trường kia, có bộ dáng như Linh Châu Tử. Linh Châu đạo quân kế thừa y bát của Nguyên Dục Tiên Đế, sống trong nguyên vực Thái Cực Thiên, không phản ứng với thế sự. Hắn cùng với Định Quang Ma Đế chính là đồng môn. Thủ nhỏ quan hệ giữa hai người thật tốt, chẳng qua Định Quang Ma Đế dã tâm bừng bừng, ma tính sâu nặng, tự biết con đường của mình nằm trong ma giới, bởi vậy mang theo vạn vật thánh giáo tiến vào ma giới. Nguyên Dục Tiên Đế không để ý tới thế sự. Vạn vật thánh giáo là do Linh Châu Tử cùng Định Quang tạo ra, phát dương quang đại, trở thành một đại giáo. Hai người trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết. Vạn vật thánh giáo bị Định Quang mang đi ma giới, không hề lưu lại chút gì cho Linh Châu Tử. Dựa vào phần cơ nghiệp này, Định Quang rốt cục cũng chứng được đạo quân trở thành ma đế. Linh Châu Tử thành thật đối với việc Định Quang mang đi vạn vật thánh giáo, tuy trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng cũng không ý kiến gì. Lần này Định Quang tập hợp 3 thế lực lớn trong ma giới tấn công tiên giới, giao tình giữa Linh Châu Tử cùng Vân Liên với Thiên Linh không tệ, còn là đồng môn của Định Quang, tự nhiên không hy vọng đôi bên làm cương. Lần này mời đại tỷ tới, đó là vì muốn điều giải cho đôi bên này. Sao? Đại tỷ sắp tới sao? Trong tiên đình, một tiên tướng cấp thiên quân đi ra, truyền lệnh thu binh. Hoa cái rúng động, vân phiến phiêu phiêu. Vân Liên Nữ Đế xuất lĩnh văn võ bá quan đi ra, muôn hình vạn trạng. Mà một bên khác, Thiên Linh Nữ Quân cũng mang theo người đi ra, không dám chậm trễ. Phục Ly cũng xuất lĩnh cường giả trong giáo đi ra nghênh đón. Ở bên kia, Nguyệt Bột Nữ Quân, Ma Thiên Ma Đế cùng Trung Thiên Ma Đế đi ra cười nói: "Là đại tỷ sao? Định Quang đạo hữu, ngươi nhận đại tỷ từ khi nào vậy?" Định Quang Ma Đế đi ra có chút nổi giận, cao giọng nói: "Linh Châu Tử, gọi là đại tỷ là vì năm xưa vô tri, tiểu hài tử vui đùa mà thôi, có thể nào xem là thật đây? Ta và ngươi là huynh đệ cùng một sư tôn, từ nhỏ chơi tới lớn, ngươi giúp ta hay giúp bọn hắn đây?" Linh Châu đạo quân có chút khó xử, còn đang do dự bất định, lúc này chợt nghe thanh âm tiếng chuông đinh đoang, liền nhìn thấy một chiếc đại lộ bảo liễn chậm rãi
chạy vào trong chiến trường. Khổng Thánh vội vàng lắc người đi tới trước bảo liễn, khom người vén rèm xe. Màn xe vén lên, một nữ đạo quân phong hoa tuyệt đại bước đi ra. Vân Liên, Thiên Linh cùng Phục Ly tiến lên chào nói: gặp qua Thiên Môn môn chủ. Nữ đạo quân trả lễ, Linh Châu đạo quân cũng đi xuống nhìn nàng nói: đại tỷ, hiện giờ ta không thuyết phục được đệ đệ, mời đại tỷ làm chủ. Vị nữ đạo quân này chính là Giang Tuyết Tình. Nàng điểm ngón tay, chỉ thấy một tiên thiên lô bồng xuất hiện. Trên lô bồng khánh vân treo cao, nhìn qua Định Quang ma đế nói: Định Quang, năm xưa năm người chúng ta kết bái tại Đại La Thiên, người trưởng quản ma giới, Linh Châu trưởng quản không trung, Vân Liên làm tiên đế, Thiên Linh thống trị lục địa. Nếu huynh đệ tỉ muội đồng lòng, tiên ma nhị giới là vật trong bàn tay chúng ta rồi. Hôm nay người cấu kết người ngoài đối phó muội muội, kết nghĩa của mình là cái đạo lý gì đây? Nếu người lui binh vẫn là người một nhà. Định Quang ma đế hừ lạnh một tiếng nói: mối thù giữa tiên ma hai giới đã sớm kết xuống rồi, từ thời xưa đã máu chảy thành sông, không oán ta được. Hai quân giao chiến hẳn phải tử thương vô số, cũng không phải ngươi có khả năng hóa giải được. Thật nhiều thân tín của ta đã chết trận, thù oán này hóa giải không được rồi. Hơn nữa ta là ma đế, há có thể vì một câu của ngươi mà lui binh được đây? Uy nghiêm của ta ở chỗ nào? Giang Tuyết Tình cười nói: nếu ngươi thu binh mà đi, liên thủ cùng Linh Châu, Thiên Linh, Vân Liên, ta cũng sẽ giúp ngươi. Huynh đệ tỉ muội bình định ma giới, chinh phục Nguyệt Bột, Ma Thiên cùng với Trung Thiên, tiếp tục càn quét thiên giới, khuất phục Phục Ly, chèn ép Long Ngạn, đem Đinh Linh giáo chủ giao cho ngươi làm vợ. Huynh đệ tỉ muội chúng ta thống trị hai giới, không người không phục, ai còn dám nói ngươi không có uy nghiêm đấy. Bên cạnh nàng, Phục Ly giáo chủ cũng không khỏi trầm xuống, mà sắc mặt Trung Thiên, Nguyệt Bột cùng Ma Thiên vô cùng khó xem. Định Quang ma đế lắc đầu nói: ta trở về không được. Vân Liên cùng Thiên Linh không hề có chút lưu tình, Đổ Nhi cùng nữ nhân của ta tử thương vô số, hôm nay phải phân chia thắng bại. Giang Tuyết Tình lắc đầu nói: năm đó chúng ta kết bái tại Đại La Thiên, ta từng nói ta không cần địa bàn tiên ma nhị giới, thế nhưng yêu cầu các ngươi phải nghe theo ta, nếu không nghe ta sẽ đánh các ngươi. Ngươi còn nhớ rõ hay không? Hiện tại ngươi lui binh, ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nếu ngươi không lui, ta phải thực hiện lời hứa năm xưa. Định Quang ma đế cười ha ha, thân hình nhảy lên bầu trời nói: Giang Tuyết Tình, khi đó ta còn thơ ấu mới bái ngươi làm đại tỷ. Ngươi còn tưởng rằng mình thật sự là đại tỷ của ta hay sao? Ta xem ngươi làm sao đánh ta được đây. Giang Tuyết Tình cất bước đi tới nói: hôm nay ta đem ngươi khai trừ khỏi thiên môn, đánh ngươi xong ngươi đừng hối hận. Ta lại sợ ngươi sao?